Những trận lũ lụt kinh hoàng, những trận hạn hán tàn khốc nhất hay những mùa đông tồi tệ nhất, tất cả chúng đều là tiếng nói của thiên nhiên mà con người đôi khi lãng quên. Làm thế nào để hiểu được quy luật vận động và mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên? Trái đất chuyển mình, một lịch sử chưa kể về nhân loại, là cuốn sách chứa đựng câu trả lời đầy đủ nhất. Một kho tàng thông tin đổ sộ về lịch sử nhân loại, lịch sử trái đất và lịch sử môi trường được kể một cách thú vị bao hàm bên trong cuốn sách này. Là cuốn sách được đánh giá là hay nhất mùa hè năm 2023 bởi sự đánh giá của hàng loạt các tạp chí danh giá như Financial Times, The Times, The Telegraph. Cuốn sách này sẽ là một lựa chọn không thể bỏ qua trong tủ sách của bạn. Tìm hiểu thêm về cuốn sách và thông tin mua hàng ở phần link được mình gắn ở mô tả và top comment của video này nhé. Hai cuộc chiến ủy nhiệm tàn khốc tại hai nơi, hai thời điểm trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Hai cuộc chiến mà tưởng chừng sẽ là sân khấu để cho những siêu cường tha hồ phô diễn sức mạnh bất khả chiến bại của mình. Mà chẳng thể ngờ được, đây lại là nơi mà thế giới được tận mắt chứng kiến cảnh nhà giàu cũng phải khóc. Khi hai kẻ tí hon, một thì trở thành chiến thần chống ngoại xâm, khi buộc Hoa Kỳ phải cuốn cờ về nước. Một đã trở thành một chôn đế quốc, với chiến tích còn khủng khiếp hơn, khi còn là tác nhân trực tiếp khiến Liên Xô tả giá, khối xã hội chủ nghĩa sụp đổ. Và điều thú vị ở đây, thông qua việc nghiên cứu các sử liệu, Battlecry Team chúng mình đã tìm thấy được rất nhiều điểm chung trong hai cuộc chiến tại Việt Nam và Afghanistan, để từ đó tạo nên cái kết tương đồng mà chúng ta đã biết. Vậy thì những điểm chung đó là gì? Chào mừng đến với Battlecry, người kể sử. Cuộc chiến không mong muốn của hai siêu cường. Sở dĩ nói đây là hai cuộc chiến không mong muốn của Liên Xô và Mỹ là bởi họ đều chưa lường được hết những hậu quả mà cuộc chiến này đem lại. Cộng thêm khi đó, hai nước đang được hưởng một giai đoạn thái bình thịnh trị cực kỳ tuyệt vời. Một bên, trong những năm từ 45 tới 64, vẫn luôn giữ vững vị thế siêu cường, chiếm tới 56,47% sản lượng công nghiệp, 2/3 dự trữ vàng, gấp 2 lần sản lượng nông nghiệp của 5 nước là Anh, Pháp, Tây Đức, Italia và Nhật Bản cộng lại. Một bên thì nhờ món lợi 200 tỷ đô hàng năm từ dầu mỏ trong cuộc khủng hoảng năm 1973, mà tha hồ vung tiền trong mọi lĩnh vực, viện trợ không tiếc tay cho các đồng minh của mình. Thế nên, từ tiền lệ đã có trong cuộc chiến tranh Triều Tiên, Mỹ và Liên Xô đã coi kịch bản, lập ra các chính phủ đối lập để trườn mặt ra hứng nạn trong các cuộc chiến ủy nhiệm là giải pháp khả dĩ nhất. Với trường hợp của Mỹ tại Việt Nam thì là Việt Nam Cộng Hòa, còn ở Afghanistan sẽ là Cộng Hòa Dân Chủ Afghanistan do Đảng Dân Chủ Nhân Dân Afghanistan PDPA lãnh đạo. Kịch bản ấy tuy rất đẹp, chỉ mỗi tội là các nhà nước được dựng lên lại làm đảo lộn hết cả vì đều ăn hại như nhau. Với Việt Nam Cộng Hòa, bất chấp sự cực đoan mạnh mẽ của đạo luật 1059, phong trào đồng khởi đã bùng nổ trên khắp miền Nam Việt Nam từ cuối năm 1959. Nó đã trở thành tiền đề để Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời và trực tiếp trở thành đối trọng với Mỹ và Sài Gòn. Gặp phải một đối thủ đáng gờm thì đã chớ, chính quyền họ Ngô Đình lại thiếu tinh tế trong vấn đề tôn giáo, để xảy ra biến cố Phật giáo 1963, khiến tình hình ngày một nát hơn. Để cứu vãn thế cục mà vẫn không muốn đổ quân trực tiếp, Mỹ đã nhờ CIA giật dây cho cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963 để đưa hai anh em Diệm Nhu đi gặp Chúa. Thế nhưng càng cứu thì Việt Nam Cộng Hòa rơi xuống vực thẳm càng nhanh. Nhóm tướng lĩnh sau khi lật đổ Diệm Nhu thì lại quay ra tranh giành quyền lực, chẳng chịu để ý tới sự lớn mạnh của quân giải phóng. Miền Bắc thể nhân cơ hội tiến hành xẻ dọc Trường Sơn, vượt biển để viện trợ ngày một mạnh mẽ. Vậy là để tránh Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ quá sớm, dẫn tới bàn cờ thế tại Đông Nam Á bị xáo trộn theo hướng bất lợi, Washington, mà trực tiếp là Tổng thống Johnson, đã trực tiếp ra lệnh đổ quân vào chiến trường này năm 1964, mở ra thời kỳ 9 năm vật vã tại mảnh đất hình chữ S của xứ sở cờ hòa. Còn tại Afghanistan, sự nóng vội, chủ quan của các lãnh đạo PDPA với đại diện chủ chốt
như Nur Muhammad Taraki đã khiến tình hình chính trị tại quốc gia Trung Á này rối loạn tới cực độ. Cuộc cách mạng Saud vào ngày 27 tháng 4 năm 1978 với kết quả đi quá giới hạn khi sát hại cả gia đình Tổng thống Daoud Khan, rồi thêm việc Taraki dập khuôn các cải cách kinh tế xã hội theo đường lối xã hội chủ nghĩa cứng nhắc như cải cách ruộng đất, trao quyền bình đẳng cho phụ nữ hay phá bỏ các hủ tục lạc hậu một cách quá cứng rắn, khiến cho giới quý tộc, địa chủ và đại đa số dân Hồi giáo phẫn nộ. Hai điều trên đã trở thành nguyên nhân giúp các toán quân Mujahideen như nấm mọc sau mưa, nổi dậy tứ tung. Và tới mùa xuân năm 1979, 24 trên 28 tỉnh đã bùng phát bạo lực. Để cứu vãn, Bộ trưởng Quốc phòng Hafizullah Amin đã nghĩ ra một tối kiến thê thảm nhất, đó là đảo chính, sát hại Thủ tướng Taraki để tự đưa mình lên làm nguyên thủ. Thế nhưng điều này thì chỉ giúp cho liên minh chống chính quyền ngày một hùng mạnh hơn. Trong 9 tháng, từ tháng 3 đến tháng 12 năm 1979, liên minh chống chính quyền đã nắm được 18 trên 26 tỉnh của Afghanistan. Và tới khi này, lãnh đạo tối cao Liên Xô Brezhnev đã phải đưa ra một quyết định cay đắng nhất trong cuộc đời. Đó là trực tiếp can thiệp vào đây để lập lại trật tự nếu như không muốn các nước Trung Á thuộc Liên Xô cũng bị cuốn vào vòng xoáy Hồi giáo, Mỹ và Trung Quốc. Và rồi ngày 27 tháng 12 năm 1979, chẳng cần mượn một tay ai, đặc nhiệm Liên Xô đã trực tiếp tới Kabul đoạt mạng Tổng thống Hafizullah Amin tại cung điện Tabek và mở ra 9 năm tương tự của Liên Xô tại chảo lửa Trung Á này. Mẫu số gục ngã chung của hai siêu cường. Những kẻ dập khuôn là lời nhận xét của Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi nhắc về cách mà người Mỹ khai chiến tại Việt Nam. Thế nhưng cũng không thể ngờ được rằng về sau này, chính Liên Xô cũng đã mắc y chang cái lỗi ở trên ở Afghanistan. Không thể thoát ra khỏi bài vở chiến tranh từ thời Thế chiến 2, cả hai nước này đều cùng chung một kịch bản: ồ ạt đổ quân rồi tỏa ra khắp nơi để lùng diệt đối phương, đóng giữ khắp nơi. Các chiến thuật như trực thăng vận, thiết xa vận của người Mỹ hay tỏa quân khép góc của Liên Xô đều chịu đặc trưng nặng nề của kiểu chiến tranh quy ước với quy mô hàng trăm, hàng ngàn người, huy động vũ khí tối tân, hiệp đồng quân binh chủng các kiểu. Trong khi đó, điều kiện chiến trường tại hai nước Việt Nam và Afghanistan thì lại không cho phép Mỹ và Xô dở lại bài cũ. Afghanistan có tới 75% diện tích là đồi núi với độ cao trung bình lên tới hơn 2.000 mét. Đi cùng với đó là phổ nhiệt độ cực kỳ rộng và thất thường, có lúc có thể xuống tới âm 25 độ C, có lúc thì lại nóng tới tận 50 độ. Còn ở Việt Nam thì cũng là một địa hình với 75% diện tích đồi núi, nhưng nhờ ở trong đới khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa nên rừng rú và đủ các loại sinh vật, dịch bệnh cứ tranh nhau hành hạ các bên. Những điều này đã khiến các đội quân vốn quen chiến đấu ở môi trường ôn đới và cận cực như Xô và Mỹ rơi vào trạng thái sốc môi trường sống tới mức trầm kha, và kéo theo đó là hiệu quả tác chiến thấp tới mức không ngờ của lực lượng trên bộ. Bế tắc trong các cuộc tìm diệt và bình định, Xô và Mỹ lại phải xoay ra các cách thức khác nhau. Một trong số đó mà cả hai nước cùng áp dụng là sử dụng không quân để đánh phá mục tiêu đối phương, tiêu diệt sinh lực của địch. Với người Mỹ là một loạt các chiến dịch không kích nhắm vào miền Bắc như là Sấm Rền, Linebacker 1, Linebacker 2. Cùng với đó là một loạt các cuộc đánh phá, thậm chí là thả chất độc màu da cam, gây mưa nhân tạo trên dải Trường Sơn để ngăn chặn chi viện từ Bắc vào Nam. Còn với Liên Xô, các tướng lĩnh đã phải phụ thuộc nhiều hơn vào không quân với các phi đội máy bay Mi, Su và MiG để tuần tiễu khắp nơi và tiếp cận tới mục tiêu khó chạm vào. Bế tắc trong chiến đấu thì đã chớ, khi cuộc chiến này ngày một kéo dài, kỷ luật, tinh thần và đội ngũ của cả hai đoàn quân tại hai chiến trường đều cùng đi xuống như nhau, thậm chí còn tới ngưỡng thảm hại. Lính Mỹ tại Việt Nam thì hết hút sách, chơi gái, lại còn dính phải vô số các vụ thảm sát và bao che tội ác cho các đồng minh như Hàn Quốc, Việt Nam Cộng Hòa. Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa thì tha hồ tuồn hàng PX và thậm chí là cả vũ khí của Mỹ viện trợ để bán ra ngoài chợ đen.
chớp thời cơ, quân giải phóng còn lập ra hẳn đoàn 83 hậu cần, chuyên vơ vét đổ Mỹ để đánh Mỹ. Mỉa mai ở chỗ, nếu trong những năm 60, 70, Liên Xô thường xuyên lấy những tin bài này để hạ nhục Mỹ khắp nơi, thì tới cuộc chiến Afghanistan, Liên Xô cũng bước vào con đường đó. Quân Liên Xô cũng từng có những bê bối thảm sát ở Rowdy 30 tháng 6 năm 1983, Lakhman tháng 4 năm 1985. Thậm chí còn hơn cả Mỹ, các sĩ quan Liên Xô còn trực tiếp lãnh đạo các đường dây chợ đen để phá của công làm của riêng, mang từ lon đồ hộp, quân phục đến cả vũ khí của quân đội để bán cho địch. Có những đơn vị bị cắt xén tới 60% khẩu phần, để tới nỗi đã xảy ra tình trạng binh sĩ chiến đấu trong đói khát. Vậy là để sinh tồn, những người lính Liên Xô cũng phải buộc làm cái điều nhục nhã tương tự. Bế tắc trong đường lối chiến đấu cùng với sự xuống cấp thê thảm trong kỷ luật, đối lập với đó là những đội quân giải phóng hay quân Mujahideen, tuy trang bị kém cỏi thế nhưng lại giàu sức sáng tạo và sự bền bỉ. Tất cả đã đẩy cả Mỹ và Liên Xô đều cùng rơi vào trạng thái éo le, đó là giành ưu thế trong phần lớn các trận đánh quy ước, thế nhưng lại thua trong việc kiểm soát vùng nông thôn chiếm đại đa số dân cư, hay các vùng hoang vắng và đồi núi chiếm đa số diện tích trên chiến trường. Quân đội hai siêu cường thì cứ qua từng năm lại càng trở nên bệ rạc và vô kỷ luật, tới mức đã trở thành mục tiêu công kích trong các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh ở cả trong nước lẫn quốc tế. Cả chiến tranh Việt Nam và chiến tranh Afghanistan đều là những cuộc chiến mang tính bước ngoặt của thế giới. Để tìm hiểu thêm về những câu chuyện khác của lịch sử nhân loại và trái đất, bạn có thể tìm đọc tại cuốn sách Trái đất chuyển mình, một lịch sử chưa kể về nhân loại. Đây là một cuốn bách khoa toàn thư về mối quan hệ của nhân loại với trái đất. Những câu chuyện được kể vô cùng sinh động, hấp dẫn với 15 tấm bản đồ quý giá, 38 bức ảnh màu và đen trắng vô cùng giá trị, có khả năng truyền tải những thông tin quý báu. Cuốn sách hay nhất mùa hè 2023 này chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho tủ sách của bạn. Tìm hiểu thêm ở phần link mô tả và top comment của video để tìm hiểu thêm và đặt hàng ngay nhé. Một hệ thống chiến thuật độc đáo. Chúng ta muốn thắng Mỹ thì không được sợ Mỹ, câu nói của Tổng Bí thư Lê Duẩn với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nếu chỉ cần thay Mỹ bằng Liên Xô thì đó cũng chính là khẩu hiệu chiến đấu của các đội quân Mujahideen trong cuộc chiến tại quê hương của họ. Đối đầu với những siêu cường hùng mạnh, cả hai dân tộc đều không hề sợ hãi. Thậm chí, thông qua việc nắm bắt được các sơ hở trên của đối phương, quân đội của hai nước này đã xây dựng được đường lối đấu tranh rất độc đáo, có tính liên hoàn từ chính trị, quân sự cho tới ngoại giao. Với thế mạnh sân nhà và sự ủng hộ của phần lớn nhân dân, quân giải phóng và Mujahideen đã xây dựng cho mình một hệ thống chiến thuật độc đáo. Đặc sắc nhất trong số này phải kể tới chiến thuật du kích đã đạt tới tầm đỉnh cao. Cả hai quân đội đều tích cực né tránh tối đa các trận đánh lớn có khả năng bị biến thành chiến tranh quy ước. Thay vào đó, họ tổ chức các đội hình cỡ từ tiểu đội tới đại đội, thậm chí là từng người đơn lẻ, lợi dụng môi trường và địa hình địa vật để di chuyển khắp nơi, khiến đối phương không thể tìm ra. Rồi thì bất thình lình dội một trận bão lửa tại một đồn bốt đang trễ nải canh gác, hoặc là một đoàn quân đi tuần nào đó, rồi thì lại rút đi nhanh chóng, khiến đối phương không biết đâu mà lần. Nhờ đó mà nắm được thế chủ động, đi chọn con mồi để săn. Gặp phải lối đánh tưởng đơn giản, thế nhưng lại hết sức tinh vi. Cả hai siêu cường vốn tưởng là bậc thầy của chiến tranh hiện đại lại tỏ ra cực kỳ bế tắc. Tại Việt Nam, người Mỹ từng phải thừa nhận rằng họ mất hết quyền chủ động. Từ 80% đến 90% trận đánh trên bộ đều do phía quân giải phóng khai hỏa trước. Nhiều trận quân Việt Nam áp dụng nhuần nhuyễn phương châm nắm thắt lưng địch mà đánh, khiến quân Mỹ vô cùng rối loạn. Họ không thể định thần biết ai là địch, ai là ta giữa các tán lá, bụi cây, thần gỗ. Mặt khác, họ cũng không dám gọi yểm trợ pháo binh và không quân vì sợ cảnh quân ta đánh quân mình. Còn ở Afghanistan, đã không ít lần các đội quân Liên Xô phải gào khóc trong sợ hãi khi không biết từ đâu mà hàng đoàn lính Mujahideen cưỡi ngựa vác súng hay kiếm ao ạt quân thảo qua đội hình. Tới khi định thần lại thì đã chẳng nhìn thấy Mujahideen đâu nữa.
hay trong lúc các đoàn xe đang đi tuần, thì từ trên một đỉnh núi cao nào đó, đạn chống tăng, đạn pháo đã tới tấp bắn xuống, xử đẹp hai xe đi đầu và đi cùng. Rồi sau đó, không còn sau đó nữa. Tóm lại, sử dụng các đơn vị nhỏ, đánh phủ đầu, giành thế chủ động, tốc độ cực nhanh, rút lui gọn gàng là bốn đặc trưng xương sống mà quân du kích Việt Nam và Afghanistan đã áp dụng để đối đầu với hai siêu cường vĩ đại của thế giới. Với người Mỹ, cuộc chiến tại Việt Nam quả là một cơn ác mộng. Họ nhìn đâu cũng thấy có địch, có bẫy. Những lùm cây, bãi cỏ trở thành nơi ẩn nấp. Những thanh tre, thanh củi trở thành các hầm trông, bẫy kẹp. Tại miền Bắc, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chắt chiu sử dụng tới từng con đường, từng chiếc mũ sắt, từng viên đạn mà khối xã hội chủ nghĩa chi viện. Với óc sáng tạo, ứng dụng vào tình hình thực tế, quân đội Việt Nam không ngần ngại mổ xẻ vũ khí viện trợ, kể cả các loại vũ khí tinh vi như SAM-2 hay tên lửa A-72 để nghiên cứu, nâng cao hiệu suất chiến đấu. Đơn cử như cách bên phòng không huy động mọi loại súng pháo và kể cả súng trường bộ binh để xây dựng một lưới lửa phòng không ở mọi tầm, khiến cho các phi công của Mỹ không biết đường nào mà tránh. Bay cao thì SAM và phá phòng không vít cổ, bay thấp thì lại bị súng trường và súng phòng không cho thành cái tổ ong. Và cứ thế, những quả SAM-2 nối tầm, vượt nhiễu đã giúp Việt Nam làm nên kỳ tích là nước duy nhất cho tới bây giờ bắn hạ được B-52. Còn với tên lửa A-72, Việt Nam còn khiến thế giới phải kinh ngạc khi đạt hiệu suất trúng đích, tiêu diệt mục tiêu lên tới 37,5% nếu chỉ so với 10% theo tính toán. Với Liên Xô, vì sự tham nhũng tới đốn mạt của binh lính và sĩ quan, quân Mujahideen đã sở hữu cho mình vô số AK, CKC hay RPG và thậm chí là cả tên lửa phòng không vác vai A-72. Sở hữu những loại vũ khí chất lượng phù hợp với môi trường và khí hậu Afghanistan, cộng với chiến thuật hợp lý, quân Mujahideen đã hành hạ quân Liên Xô hết trận này tới trận khác. Cay cú nhất cho quân Liên Xô là trong những phi vụ phục kích các đoàn xe, những khẩu súng chống tăng RPG-7 tịch thu được hoặc mua từ chợ đen lại trở thành xương sống cho mọi trận đánh từ quân Mujahideen. Nhờ RPG-7, Mujahideen đã sáng tạo nên phương pháp khóa đầu đuôi. Đó là tập trung tiêu diệt hai chiếc xe đi đầu và đi cuối đoàn để giam cầm quân địch ở giữa, rồi tha hồ xả đạn. Ngoài ra, nắm được điểm yếu là không quân Liên Xô đã trở thành một đơn vị tác chiến độc lập trên chiến trường, rời xa sự bảo vệ của bộ binh. Những người lính du mục đã tận dụng hết sức mạnh của tên lửa FIM-92 Stinger do Mỹ viện trợ và tên lửa A-72 tịch thu được hoặc mua từ chợ đen để hành hạ các phi đoàn Liên Xô. Con số 70% máy bay bị bắn trúng đã tạo nên hội chứng Stinger, khiến các phi đội Liên Xô hãi hùng, thậm chí là từ chối nhiệm vụ. Lời kết. Cùng là hai siêu cường đứng đầu hai cực của thế giới, thế nhưng Mỹ và Liên Xô đã cùng phạm phải những sai lầm tương tự nhau trong hai cuộc chiến riêng biệt cả về thời gian và địa điểm tại Việt Nam và Afghanistan. Đó là việc khai chiến trong tình trạng bị động, đường lối chiến tranh thì dập khuôn và đã có phần lạc hậu. Thậm chí, tới cả việc đo lường các hậu quả có thể xảy đến trong nội tại đất nước và trên nghị trường quốc tế, họ còn không thể làm nổi. Trong khi đó, các đội quân quân giải phóng và Mujahideen thì lại rất biết cách tận dụng tất cả những lợi thế mà mình có để xây dựng chiến thuật, chiến lược chiến đấu bài bản và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. Hậu quả hiển nhiên chính là hai thất bại ê chề, buộc cả hai nước phải cuốn cờ rời đi. Các chính quyền do họ dựng lên thì cũng theo đó mà sụp đổ khi các đoàn quân giải phóng tiến vào Sài Gòn và Kabul.